Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với clip buổi tối ngày 8 tháng 6 hôm nay nha. Mến chào lời. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên. Tiếp tục ngày hôm nay làm clip này để giao lưu cho bà con của mình một số đồ phong thủy nha, gồm có đồ đồng xưa và cũ. Qua số điện thoại các em 0772 8772 78 nha em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Và đầu tiên vô em xin giới thiệu đây là mã số 1 quy nha bà con. Đây là một cái tác phẩm là một cái cây đao bằng đá. Đó bà con mình xem, đá này là đá serpentine. Đây đá serpentine này mình trưng phong thủy trong nhà hoặc trưng decor thì rất là đẹp cho cái ngôi nhà của mình. Chua di ở trong mà phòng khách làm việc của mình nha. Thì đặc biệt đó, đá này là đá liền nguyên một khối luôn nha bà con. Đây người ta tạc ra thành, nghệ nhân người ta tạc ra thành đây nha, rất là đẹp. Màu xanh cẩm thạch nha. Đó bà con mình xem đây. Và một cái khúc gỗ bên dưới là gỗ lũa tự nhiên, người ta tìm và sưu tầm ra để kết hợp lại thành, đặt để lên mà con mình xem rất là đẹp luôn nha, rất là hài hòa luôn. Đây em đo kích thước chiều của cái đao này cho trước nha. Đao có chiều dài là 1m1 nha, 1m01. Đây khoảng 1m01 nha. Còn cái đường kính chỗ cao nhất á, là nó tới 24 luôn nha bà con, rất là dày thì nó cũng rất là nặng luôn. Và cái chiều dài cái đao mà chỗ lớn nhất là 7 phân. Đó, chỗ cái cán là 7 phân. Anh đo cái hoành cái cán luôn là bao nhiêu rồi? Đây em đo cho bà con mình hình dung ra nha. Là 25 đi, 25 nha bà con. Dài hơn 1m, đó bà con mình xem, quay một vòng bà con mình xem nha. Đặc biệt này là đá serpentine tự nhiên nha, đá nguyên khối. Đó bà con mình xem nha, đá liền khối luôn. Đây cái này nói chung nghệ nhân người ta làm tạc nên nó cũng rất là độc đáo nha bà con. Hàng này bà con của mình trưng ở trong nhà thì nói chung là rất là đẹp, bao đẹp bà con mình luôn. Gỗ thì chất liệu là gỗ lũa luôn nha, gỗ lũa từ thiên nhiên luôn. Bộ này á, một cái đế nặng 11/11 kg và cái cây tác phẩm này cũng nặng trên 11 kg, là nguyên bộ như thế này là trên 22 kg. Đó, ship đi nói chung cũng rất là nặng. Đây bà con mình xem nha, tác phẩm rất là đẹp và độc đáo luôn nha bà con. Đó, đây cây này thì em giao lưu bà con mình với giá là 6.800.000 thôi nha, nặng là trên 22 kg nha bà con, đá liền khối, đá serpentine. Về bà con mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Và mã tiếp theo số 20 ở số 2 quy. Đây 2 quy này là một cái cây đầu tiên đó bà con mình xem. Đây chất liệu cũng là đá serpentine luôn, màu xanh cẩm thạch nha, rất là đẹp luôn nha bà con xem giùm em. Người ta toàn cái thành là rất là có hồn, và cũng đặc biệt là từ một nguyên một khối đá nha, không hề ghép cắt ghép chỗ nào luôn. Đó nguyên một khối người ta tạc nên. Đó một cây đào bà con mình xem nha, rất là đẹp. Đó với cái chiều cao em đo tổng thể luôn nha, bao gồm đế luôn á là tới 76 lận. Đế luôn là 76 nha. Còn nếu em đo cái cây đào không là 52. Chiều rộng ngang của cây đào là nó tới 34 luôn nha bà con, 34. Hoành chân đế này là 80. Đây còn hoành cái đế này là 106. Rất là đẹp nha. Đây cái tác phẩm này nó nặng là tới 36 kg, là nguyên một bộ của nó thì bao gồm đế và đế gỗ và thân của mà một tảng cây đá này luôn. Đó, rất là nhiều trái đào xum xê chịu quả. Đó bà con mình xem rất là đẹp nha bà con, bên ngoài còn đẹp hơn nữa nha, màu xanh cẩm thạch nha bà con. Đó, cây đầu tiên nặng là 36 kg nha. Bộ này thì em giao lưu tác phẩm này cho bà con của mình với giá là 6.800.000 nha, nặng là 36 kg. Đây 6.800.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó bà con mình hình dung thêm nha, gỗ này là gỗ liền khói, gỗ lụa luôn nha bà con. Đó bà con mình xem không gỗ thì kết bạn Zalo thêm nha, để em chụp hình cho bà con mình xem thêm. Rồi đến với mã số 3 quy. Đây một bộ là ấm trà gồm 6 cái ly, một cái ấm. Đây là một cái khay trà, khay trà là tượng trưng là một nguyên một cái cây đầu tiên luôn. Đó màu xanh rất là đẹp nha bà con. Đây cái này là đá serpentine liền khối hết nha. À, bao chuẩn cho bà con cũng mà luôn, không phải là đá bột người ta tạo thành nha. Bà con mình cứ về kiểm tra hàng, cái này là của những người nghệ nhân người ta làm ra lên. Cái này nặng 38 kg, một bộ như thế này. Em đo cái khay trà trước nha, khay trà có chiều dài là khoảng là 54, chiều rộng ngang đó là 39 nha bà con. Đây, nặng là 28 kg nha, rất là nặng. Đó bà con mình xem cắm trà đây, bằng nguyên một khối đá tự nhiên luôn nha bà con. Cái này là không hề ghép luôn nha, nguyên một cái khối người ta tạc ra thành. Đó bà con mình xem rất là đẹp, chờ ly. Đó ly là liền lạc, cái này về cho bà con mình vệ sinh sạch sẽ là sử dụng luôn. Đó bà con mình xem rất là đẹp nha. Người ta tục đục người ta tạc ra thành đó nha bà con. Nó những trái đầu tiên và những cái bông hoa đây bà con mình xem đây. Đây 28 kg. Cái này cái độ dày này em đo cho bà con của mình luôn. Cái độ dày của cái khay á là nó tới là trên 6 phân nha. Đó còn chiều cao của cái khay này nó tới là khoảng 13 phân.
Đây bà con mình xem rất là đẹp và rất là nặng luôn nha. Tác phẩm này em giao lưu bà con mình giá cũng là 6.800.000 đồng nha. Nặng là 28 kg, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. À, từ từ đẹp xuống. Đó bà con mình xem rất là đẹp nha bà con. Đây rất là nặng đó, một người bê là đi không nổi luôn. Rồi mã tiếp theo. Đây, mã số là 4Q. Đây 4Q hiểm có con cây, một cây đầu tiên. Cây đầu này là màu trắng phớt hồng. Đó bà con mình xem. Đá là nguyên một khối liền nha, nguyên một khối liền. Với chiều cao như thế này em đo là 34, chiều ngang thế này là khoảng 29 nha. Đây sa ban tin liền khối. Hoành chân đế này là 60. Tác phẩm này nặng là 4kg nha. Ủa 14kg. Rất là nặng nha bà con. Thấy vậy chứ rất là nặng nha, 14kg. Đó cái này thì nó không chưa có chân đế, bà con mình về có cái đô mà con mình để lên rất là đẹp luôn nha. À, bà con mình xem những trái đào đây. Đây bà con mình xem, nghệ nhân người ta làm rất là đẹp nha. Đó, nặng 14kg. Đây tác phẩm này thì em giao lưu bà con mình giá là 5.500.000 nha. Đây 5.500.000. Đó, một cục đá màu nguyên một cục đá, khoảng đá màu trắng mà người ta tạc ra thành thì nó rất là kỳ công và công phu. Rồi đến với mã tiếp theo là số 5Q. Đây một tác phẩm là Phật Di Lạc. Nó đứng trên là tảng đế, cái đế nha, đứng trên đế luôn. Con xem đây. Đó bà con mình hữu duyên nha, Phật Di Lạc chúc phúc. Đây đá sa ban tin liền khối màu xanh ngọc nha. Đó, miệng ông lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười, mang đến may mắn cho gia đình của mình nha. Nặng là 10kg. Chiều cao tổng thể luôn em đo là 40 nha bà con. Còn cái hoành đế như thế này là 57, cao 40 nha, nặng 10kg. Đây Phật Di Lạc chúc phúc nha bà con. Giao lưu cho bà con mình hữu duyên tác phẩm này với giá là 3.500.000 đồng nha. 3.500.000 đồng, nặng 10kg. Và mã kế tiếp số 6Q. Đây tác phẩm cũng là Phật Di Lạc luôn. Ngồi trên là một cái cây đầu tiên nha bà con. Tai bê thổi vàng. Đó, chất liệu bằng đá là màu xanh ngọc luôn. Với chiều cao như thế này em đo là 18 nha. Và hoành đế là 44. Đó bà con mình xem nha. Nặng là trên 3kg. Bà con mình hữu duyên nha. Đây đá sa ban tin liền khối. Đây bên dưới một cái đào rất là lớn, bà con mình xem đây. Nghệ nhân người ta tạc ra thành nói chung rất là đẹp nha bà con. Đây hữu duyên bà con của mình với giá là 1.800.000 nha. Nặng 4kg. Đó, 1.800.000 đồng. Và mã kế tiếp số 7Q là một cái bình voi. Đó, một cái bình voi rất là đẹp luôn, mà con mình xem đây. Ở trên là như là có hai cái con kỳ nhông như thế nào không. Đó, hai cái đây là người ta đắp hai bùn cao. Với chiều cao như thế này em đo là 24, hoành là 50 và chát luôn nha bà con. Đây làm tích cho liền lạc nha. Qua trên đây, chiếc này thì em giao lưu cho bà con mình với giá là 1.000.000 đồng nha. Em bao ship toàn quốc bà con mình luôn, 1.000.000 đồng. Và mã kế tiếp số 8. Số 8 thì em có một cái bộ là điếu bát nha. Đây điếu bát em đo cái tô trước đi, được bọc màu viền đồng hết rồi. Đường kính là 21, chiều cao là 10 phân thôi, sâu là khoảng cũng 10 phân nha. Còn cái điếu này thì chiều cao là khoảng 12. Đây hoành như thế này là tầm 43 nha bà con. Đây người ta đây, gồng là gồng nổi hết luôn. Cái này là hàng gần bây giờ nha, có sao báo bà con mình vậy nha. Về bà con mình vệ sinh sạch sẽ là sử dụng xài luôn. Đây rất là sang trọng, rất là đẹp, màu xanh ngọc tím luôn nha. Đó màu viền đồng hết, giá 1.500.000 đồng nha bà con, 1.500.000. Và đến với mã tiếp theo số 9Q. 9Q này em có về được một cái bộ này cho bà con của mình. Nếu mà mình chọn mẫu nào thì mình nhớ tác phẩm đó giùm em. Thì đầu tiên là một cái vòng đeo tay đá sa ban tin nha, bằng đá sa ban tin nha bà con. Xem em này là khoảng chừng 9 ly 8 ly nha. À, bà con xem một cái vòng như thế này thì có giá là 400. Còn ở đây là một cái vòng này là bằng sừng bò châu Phi. Đây sừng thật nha bà con, thì cũng có giá là 400.000 nha. Và bên này là một cái nanh heo gừng được bọc bạc luôn. Đó, nanh heo gừng thì chiều dài em đo là tầm khoảng là 7 phân thôi. Cái nanh này thì giao lưu bà con mình giá chỉ 400.000 thôi nha. Cái này là nanh thật 100%, bà con mình cứ về kiểm tra đúng đồ đúng hàng bà con mình nhận nha. Đây và một cái dây vòng đeo cổ chất liệu này bằng là ngọc trai nha bà con. Ngọc trai thật 100% luôn nha. Chiều dài em đo này khoảng 22 cho bà con của mình làm quà cáp mình tặng rất là đẹp luôn. Rồi cái ngọc trai này thì giá 700.000 thôi nha. Cái này thì nó hơi nhỏ nhỏ cái vừa rồi em vô luôn. Đây ngọc trai thật 100% cho bà con của mình 700.000. Bà con nào mình chốt sản phẩm nào thì nhớ cái sản phẩm đó giùm em. Nhiều khi nó nhiều quá thì bà con mình cũng bị lộn nha bà con. Rồi đến với mã tiếp theo là số 10Q. Đây một cái đồ ủ trà nha. Thì chất liệu của nó là bằng gỗ, chẳng là chẳng ốc. Đó là bà con xem. Cái này thì nói chung là hàng gần bây giờ, bà con mình có cái ấm trà mà xưa cổ để vô mình sử dụng luôn. Chiều cao là 22, hoành thế này là 76 nha. Đó bà con mình có cái đồ mà xưa mình để vô đây đây nha. Đây cẳng sạc trừ. Đó bà con mình xem đây, rất là đẹp nha. Long phụng cái này giá chỉ có 900.000 thôi nha bà con.
mình mua ấm trà mới mình dễ vô cũng vẫn được, mình giữ nhiệt cho cái độ nóng nó dài lâu. Và mã số 11 này là một tác phẩm, là một bức tranh rắc liệu là gỗ gõ nha. Đó, đường kính này em đo là khoảng 40, chiều cao bao gồm đế là 50 nha. Đó, tranh này là tranh hai người cô gái nha, rất là đẹp. Ốc bà con mình xem đây, ốc là ốc 7 màu. Đây bà con mình nhìn ốc đó, bà con mình định giá được cái sản phẩm nha bà con, rất là đẹp. Cái miếng này là liền khối hết luôn nha. Đây, đỏ lửa hoàng tranh xanh thiên lý, bà con mình đầy đủ hết trơn luôn. Đây, rất là đẹp nha, hàng thì lành tích bao bà con của mình luôn nha. Đây, tác phẩm này em giao lưu bà con mình với giá là 3.800.000 nha, 3.800.000 đồng. Bao ship tận nhà bà con của mình luôn, kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Mã số 12Q. Đây em có một cặp ché. Cặp ché này là được vẽ là tô son thiết hoàng, hàng tàu vẽ tay. Hàng này là hàng tàu cũ nha bà con. Đó, xem giùm em đây, rất là đẹp luôn, tô son thiết hoàng nha. Với chiều cao như thế này em đo là khoảng 32, hoành bụng này là 78 nha bà con. Đây, vẽ là chim phượng. Đây, vẽ chim phượng bà con mình xem, rất là đẹp nha. Những cái đôi chim phượng đó nha bà con. Đây bà con mình xem, chôm đây nha, nắp đây. Hàng lành tích liền lạc nha, không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào nha bà con. Đó, bao chuẩn cho bà con của mình luôn, chôn đế một đế này nha. Một đôi như thế này, đó bà con mình xem. Về bà con mình cứ kiểm tra hàng giùm em, lành tích liền lạc, không hề mẻ nứt chỗ nào. Bà con của mình nhận nha, một cặp này giá 5.200.000. 5.200.000 em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Và mã kế tiếp này là số 30, một tác phẩm là đầu bò châu Phi. Đó, 13 quy nha, đầu bò châu Phi. Đây là sừng thiệt và da thiệt. Đó bà con mình xem, mình giờ mình trưng để coi những cái quán cà phê hoặc trong phòng khách, phòng làm việc của mình mang tính chất xưa cổ nha. Chiều cao em đo như thế này là khoảng 74 nha, còn chiều cao sừng không là 60, chiều ngang rộng là 1 mét. Đây, cái hoành sừng này khoảng 34 thôi, và chiều dài từ mí này xuống tới miệng nó mỏ luôn là khoảng 56 nha bà con. Sừng thật, da thịt 100%. Đó bà con mình xem, mình về mình treo lên tường có cái móc mình treo lên thôi, rất là đẹp. Đây, tác phẩm này em giao lưu bà con mình với giá là 6 triệu nha, 6 triệu đồng nên bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Về bà con mình trưng những cái quán cà phê hoặc là những cái phòng làm việc mình thì rất là đẹp. Mã số 14 là một tác phẩm là Tam Thế Phật nha, Tam Thế Phật đứng trụ luôn. Đây, chất liệu là đồng nha bà con. Chiều cao là 25, hoành đế là 28 nha. Đây, đồng cũ nặng trên là 1 ký, giá 1.200.000 thôi. Đó, đứng trên là đây đài hoa sen. Đây, Tam Thế Phật 1.200.000 bà con mình hữu duyên nha. Và mã 15 này là một tác phẩm là ông thọ nha bà con, ngồi trên lưng nai. Bên đây là một cái con hạt nằm cây gậy như ý á. Chiều cao em đo là khoảng 16, chiều dài này là 22 thôi. Ông cầm một cây gậy đầu gồng nữa nha. Đây, ông thọ nha bà con, cầm ông chế đào. Nặng là khoảng gần 2 kg thôi. Giao lưu bà con mình giá là 1.900.000 nha, chất liệu là bằng đồng nha. Đồng này bà con mình sáng bóng thì về bà con mình vệ sinh chà đánh bóng lên nha bà con. Dùng chanh và muối mình chà lên để sáng thôi. Chà mã 16Q thì em có 3 cái dĩa nha, đựng trái cây, dĩa đồng xưa nha bà con. Đây, dĩa đồng xưa cũ. Đó, 3 cái. Cái nhỏ nhất đường kính là 21. Đây cầm. Còn cái kế, hai cái kế đường kính như nhau thôi, 24 nha. Ba bà con mình là hàng đồng này, đồng cũ hết nha. Đây, bà con mình về chà đánh bóng xin giùm em. Mình xài, mình sử dụng luôn. Đó. Về mình đựng trái cây nha. Đây, để lên. 3 cái như thế này luôn, một bộ 3 cái nha bà con. Em giao lưu bà con mình giá 2.500.000 thôi nha. 3 cái 2.500.000 đồng, bao ship tận nhà bà con của mình. Rồi mã kế tiếp số 17. 17 thì có hai cái song trầm mini. Một cái là đỉnh là mẹ Quan Âm, còn một cái là đỉnh bên đây là con Kỳ Lân nha. Chiều cao em đo là khoảng 12 thôi nha bà con. Đó, hoành là khoảng là 27, hai cái đều như nhau nha. Giờ bà con mình để trầm hương vào đây đốt đây. Đó, con mình xem rất là đẹp luôn nha. Một cái là 500.000 đồng nha. Bà con mình lấy một cặp thì em để bà con mình 900 thôi. Đây, nếu bà con mình lấy một cặp nha bà con thì giá chỉ 900.000 thôi. Còn bà con mình lấy lẻ thì một cái 500 nha. Về bà con mình để trầm hương vào mình đốt. Rồi mã số 18 này là một tác phẩm là cốc. Đây, cụ cốc nha. Đây, chín con cốc là cụ cốc nha bà con. Ở trên là con cốc lớn, bên dưới là 8 con cốc nhỏ. Đó, cốc giữ tiền tài nha. Chiều cao là khoảng 19. Hoành này là 68 nha. Đây, con cốc này nó cân nặng tới 6kg luôn nha bà con, 6kg. Đây, chất liệu là bằng đồng hết, rất nặng. Giao lưu bà con mình giá chỉ là 2.200.000 thôi. Nặng 6kg, 2.200.000 đồng. Và mã số 19Q. Đây, một chú heo ôm một cái hũ tiền vàng luôn, mặt là vui vẻ và tươi cười nha. Đây, chiều cao là khoảng 15, hoành này là 40,
Đây, cân nặng là cũng 2kg nha. Giá bao giao lưu bà con mình là 1 triệu đồng bao ship bà con của mình luôn. Đây 1 triệu đồng thôi, chú heo nhìn rất là vui vẻ nha bà con. Nhà mã số 20 là một tác phẩm là bát mã 8 con ngựa mã đáo thành công, với chiều cao là khoảng 16, chiều dài là 30. Đó, chất liệu là bằng đồng vàng nha. Đồng này rất là tốt luôn. À, nặng gần 2kg thôi. Tượng trưng là này là phi thiên nha, ngựa phi thiên. Tác phẩm này em giao lưu bà con mình giá là 2.200.000 nha bà con. Chất liệu là đồng. Các bà con mình về mình trưng bày, trưng decor, trưng phong thủy trong nhà. Mã 21 quy này là một tác phẩm chim đại bàng hòa bình nha. Đây hai cái tay bắt tay nhau và tượng trưng cho là thế giới hòa bình nha bà con. Chiều cao em đo là 26, chiều ngang là khoảng 22 thôi. Hoành đế này là 46 nha, chất liệu đồng vàng. Đó bà con mình xem đây nha. Cân nặng thì cũng tầm khoảng 2,5 kg. Đó, 2,5 kg em giao lưu cho bà con mình giá chỉ 2 triệu thôi nha, 2 triệu đồng. Và mã kế tiếp số 22. Đây là một cặp ốc. Đây ốc này là ốc anh Thạch Anh Vũ. Ốc Thạch Anh Vũ quá thạch trên đá nha bà con. Cái này người ta sưu tầm về. Tác phẩm này nói chung là tuổi đời rất là cao rồi, từ vài trăm năm trở lên em bao con của mình luôn, bao con mình kiểm tra hàng, thẩm định hàng luôn nha. Đó, và chiều cao tổng thể em đo bao gồm đế là 19 nha, còn cái ốc không á là thạch không là khoảng 15. Chiều rộng ngang là tầm 13 thôi. Đế là đế gỗ nha bà con, ốc Thạch Anh Vũ đó nha, quá thạch. Đây, tác phẩm này là giá 4 triệu nha bà con, 4 triệu đồng. Đây bao ship toàn quốc bà con của mình. Và mã kế tiếp là số 23. Đây tác phẩm là cuối clip ngày hôm nay. Đây một cái bộ khay trà và một bộ ấm trà. Ấm trà thì chất liệu của nó là bằng ốc 7 màu, ốc Singapore. Nó được ốp đồng vô hết trơn, viền đồng mà con mình xem rất là đẹp nha. Đây, chiều cao này em đo là khoảng 10, tầm 13, dài của cái ấm là 20 nha. Còn ốc cái chiều dài rộng nhất là 10 phân. Đây bà con mình xem ốc đây. Ốp một mạ, một viền đồng nano hết rồi. Đây, ốc màu vàng chanh rất là đẹp, lóng lánh luôn nha bà con. Còn khay trà này là chất liệu là gỗ gõ luôn nha. Em đo cái chiều dài là 33, chiều rộng ngang là 23 thôi. Chiều cao khay trà đó là khoảng 10 phân. Đây, khay trà được chạm rất là đẹp, nguyên một bộ thế này. Bà con mình về xài sử dụng thì vệ sinh sạch sẽ rồi nha. Còn không thì bà con mình chủ yếu trưng đầy co thôi. Bộ này giá 6.800.000 nha bà con, bao gồm ấm và khay luôn. Và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Rất cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh. Em xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con vào những clip mới nhất tiếp theo nhé. Các bà con theo dõi kênh hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ để giúp tụi em có thêm động lực làm những clip mới tiếp theo nha bà con.